Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Một nước cờ của Nguyễn Tấn Dũng, 8 năm sau, Nguyễn Phú Trọng mới giải nổi. Bàn cờ thì Nguyễn Phú Trọng đã thắng, tuy nhiên dù thua cuộc, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đi một nước cờ tưởng như đơn giản, nhưng phải mất 8 năm ròng rã. Bằng đủ mọi cách thức thì vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng mới giải xong. Câu chuyện bắt đầu từ cách đây 9 năm. Khi ấy, ông Nguyễn Phú Trọng còn đang ở cửa dưới. Tuy nhiên, ông tham vọng rất lớn. Chính vì vậy mà ông đã vận động Bộ Chính trị ủng hộ ông kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 diễn ra vào tháng 10 năm 2012. Kết quả không thể lột được chức của ông Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Phú Trọng đọc bài diễn văn bế mạc hội nghị trong nước mắt vì kế hoạch thất bại. Nước cờ này, ông Nguyễn Phú Trọng đã thua. Tuy nhiên, với ông Trọng thì thua một nước cờ không có nghĩa là thua cả ván. Vì vậy mà ông vận động Bộ Chính trị chuyển chức trưởng ban Trung ương về phòng chống tham nhũng về tay ông. Kết quả là ngày 1 tháng 2 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 162 QĐ-TV chuyển chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng sang tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nước cờ này, ông Trọng lại thắng. Biết là phe Nguyễn Tấn Dũng có binh đồng tướng mạnh, nếu không lập thêm ban bệ tuyển thêm đệ tử, thì ông Nguyễn Phú Trọng khó mà có được chiến thắng trước ông Nguyễn Tấn Dũng. Thế là đầu năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng cho lập ban nội chính trung ương và ban kinh tế trung ương. Sau đó bố trí ông Vương Đình Huệ về nắm ban kinh tế và bố trí ông Nguyễn Bá Thanh về làm trưởng ban nội chính. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng hai tay chơi cờ cự phách. Tiếp theo vào hội nghị trung ương lần thứ 7 của Đảng vào khóa 11 diễn ra vào giữa tháng 5 năm 2013 thì ông Nguyễn Phú Trọng tính đưa ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Thế nhưng ý đồ này đã bị ông Nguyễn Tấn Dũng chặn đứng. Ông Dũng đã loại Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ trước cửa thiên đường. Thay vào đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã cướp lấy hai suất ủy viên Bộ Chính trị đó và trao cho người phe mình, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân. Đây thực là một nước cờ mà ông Nguyễn Phú Trọng đã thua chua chát trước ông Nguyễn Tấn Dũng. Và sau đó, ông Nguyễn Bá Thanh đã nhiễm bệnh lạ và qua đời, bỏ lại ban nội chính tồn tại như cái xác không hồn, thì đó lại là một lần thua nữa của ông Nguyễn Phú Trọng trước ông Nguyễn Tấn Dũng. Và dường như nước cờ Nguyễn Thị Kim Ngân, đây là bước đi hay nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng. Phe miền Nam lúc đó có hai nhóm mạnh là nhóm Lê Thanh Hải cát cứ tại Sài Gòn và nhóm Nguyễn Tấn Dũng khuynh đảo Trung ương. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thuộc nhóm lợi ích miền Nam nhưng làm việc ở Trung ương nên bà chỉ có thể đầu quân cho phe bà ích. Trước đó bà Ngân chỉ có bà Tòng Thị Phóng vào Bộ Chính trị, tuy nhiên bà Phóng thì cho thấy năng lực có hạn chế và các phe đấu đá không ưa chuộng bà cho lắm. Còn bà Ngân nhờ theo phe ông Dũng mà được vào Bộ Chính trị và bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh vào năm 2013, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Nói về việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị là một nước cờ của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng về vị trí con cờ thì chính bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã chiếm mất vị trí của ông Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ là con cờ của Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là con cờ của Nguyễn Tấn Dũng và bà Ngân đã thắng. Sau nước cờ thất bại đó, ông Vương Đình Huệ đã rút về Ban Kinh tế Trung ương, ngồi im lìm, không dám động tĩnh gì. Bởi ông Huệ biết, nếu hung hăng xung trận thì sẽ đụng ngay cú phản đòn của Bao Dũng, thì mất hết sự nghiệp chính trị. Và Vương Đình Huệ đã đúng khi mà người cùng ông làm con cờ cho Nguyễn Phú Trọng như ông Nguyễn Bá Thanh thì đã phải mất mạng và xanh cỏ. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì làm Phó Chủ tịch Quốc hội vào năm 2011, sau bà Tòng Thị Phóng. Bà Tòng Thị Phóng là người được ông Nông Đức Mạnh giới thiệu vào Bộ Chính trị và bà đã trúng vào các cơ quan này vào năm 2011 và sau đó làm tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đến năm 2013, bà Ngân mới vào Bộ Chính trị, lúc đó Quốc hội có hai Phó Chủ tịch là Ủy viên Bộ Chính trị, đó là bà Phóng và bà Ngân. Tuy nhiên, dù là Phó Chủ tịch Thường trực thì thế của bà Phóng không bằng thế của bà Ngân vì bà Ngân được Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn. Và cái dở của Nguyễn Phú Trọng là không chịu hỗ trợ bà Tòng Thị Phóng để ngăn cản bà Ngân.
nên đây có thể nói là một sự sai sót khó chấp nhận của Nguyễn Phú Trọng, một người vốn rất cẩn trọng. Và rõ ràng ta đã thấy bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiến mặc dù ông Nguyễn Tân Dũng đã mất quyền lực. Cái may mắn của bà Ngân là người ủng hộ mình vừa đi một nước cờ hay trước khi mất quyền lực. Thỏa thuận trước khi rút lui đã đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào tứ trụ. Bà là người phụ nữ đầu tiên và là duy nhất cho đến nay nắm được một chiếc ghế trong tứ trụ. Tuy nhiên, cái may cho bà Ngân là ông Dũng đã thỏa thuận không chỉ đưa bà mà còn đưa cả ông Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải. Chính nhờ hai người này mà bà Ngân được yên ổn ngồi ghế chủ tịch quốc hội đến hết nhiệm kỳ. Và chặt vây cánh của Nguyễn Tân Dũng, ông Trọng chỉ chú ý đến các đấng mày râu, chứ ông Trọng không chú ý phụ nữ. Vì đơn giản, ông Trọng rất ngán ngại các đấng mày râu hơn là phụ nữ như bà Ngân. Và suốt 5 năm, từ năm 2016 cho đến năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng chú ý vào Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải mà đánh. Để đánh ngã ngựa hai người này thì ông Nguyễn Phú Trọng đã mất 5 năm ròng rã và nhờ đó bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã an toàn ngồi chiếc ghế chủ tịch quốc hội. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải đã đỡ đạn cho bà Ngân. Trong 4 ghế tứ trụ, người ta xếp thứ theo các bậc như sau. Số 1 là Tổng Bí Thư, số 2 là Chủ tịch nước, số 3 là Thủ tướng và số 4 là Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, trên danh nghĩa như thế, nhưng thực tế thì phải là số 1 là Tổng Bí Thư, thứ 2 là Thủ tướng, thứ 3 là Chủ tịch Quốc hội, vì chức này có triển vọng lên Tổng Bí Thư, cái chức Chủ tịch nước là không lên được nữa, mà chỉ có thể về vườn. Và cuối cùng là chức Chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội là cao nhất, rất khó lên cao được hơn nữa. Vì phần bà là nữ, phần về thế lực của bà đã không còn thực quyền nữa. Vì vậy, ông Vương Đình Huệ sau khi thất bại trước ông Phạm Minh Chính thì ông lại muốn giạt qua chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội hơn là ghế Chủ tịch nước. Vì ngồi ghế này, ông Huệ hoàn toàn có cơ hội thực hiện ước mơ như ông Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Phú Trọng là lên chức Tổng Bí Thư từ vị trí Chủ tịch Quốc hội trước đó. Và muốn giạt vào chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ phải đợi đến khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân hết nhiệm kỳ, ông mới thay thế cho được. Và hóa giải nước cờ sau 8 năm, nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Từ khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân loại Vương Đình Huệ khỏi Bộ Chính trị vào năm 2013, cho đến khi ông Vương Đình Huệ thay bà Ngân lấy lại chức Chủ tịch Quốc hội, thì thời gian là 8 năm đã trôi qua. Phải mất 8 năm với nhiều ẩn dật chờ thời ở Ban Kinh tế Trung ương, thì thầy trò Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ mới có thể hóa giải cho được. Như vậy, ba nước cờ chính mà ông Nguyễn Tân Dũng đã đi là nước cờ Đinh La Thăng đã bị ông Nguyễn Phú Trọng hóa giải vào năm 2017 và sau đó có hơn một năm. Nước cờ Hoàng Trung Hải bị ông Nguyễn Phú Trọng hóa giải sau 4 năm và nước cờ Nguyễn Thị Kim Ngân bị ông Trọng hóa giải sau 8 năm ròng rã với cái kết thúc. Ba nước cờ mà ông Dũng đã đi trước khi rời chiếc ghế quyền lực. Tuy nhiên, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Đình Huệ loại bỏ bà Ngân ra khỏi ghế Chủ tịch Quốc hội, tức là nước cờ cuối cùng đã bị hóa giải, thì liệu rằng ván cờ giữa hai đối thủ chuyển kiếp sẽ kết thúc hay chưa? Đây là hình ảnh nước cờ được hóa giải sau 8 năm. Dường như cuộc chiến Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tân Dũng vẫn chưa kết thúc. Vì sao lại như vậy? Vì trước khi tàn nước cờ cuối, thì ông Nguyễn Tân Dũng đã đi nước cờ mới. Lần này không phải dùng thuộc hạ, mà là con cờ của ông dùng chính con trai của mình, ông Nguyễn Thành Nghị. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có thấy bài học 8 năm mới giải một nước cờ của Nguyễn Tân Dũng hay không? Nếu ông mà lơ là để 8 năm sau mới loại được Nguyễn Thành Nghị, thì e lúc đó Nguyễn Thành Nghị đã ngồi chễm chệ trên một trong 4 chiếc ghế của tứ trụ mất rồi. Và lúc đó kẻ chiến thắng lại chính là ông Nguyễn Tân Dũng, chứ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng. Vì sao lại như vậy? Vì hiện nay có một nước mà Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thua đối với ông Nguyễn Tân Dũng, đó là phần con cái. Con cái của Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn vô danh, trong khi đó khả năng rất cao là Nguyễn Thanh Nghị sẽ nắm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Phú Trọng biết Nguyễn Thanh Nghị là nước cờ sống còn của Nguyễn Tân Dũng và ông 5 lần 7 lượt ra tay chặn nhưng chưa thành. Và không biết rằng trong 5 năm tới liệu ông Nguyễn Phú Trọng có loại được Nguyễn Thanh Nghị hay không. Quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 4 năm 2021 với bản tin Một nước cờ của Nguyễn Tân Dũng, 8 năm sau, Nguyễn Phú Trọng mới giải nổi.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de